U23 Thái Lan là một trong ba đại diện của khu vực Đông Nam Á lọt vào vòng 1/8 môn bóng đá nam tại ASEAN 19. Đối thủ của Voi Chiến sẽ là Iran, đội bóng rất mạnh, mới thắng đậm U23 Việt Nam tới 4-0 cách đây ít ngày. Ngày 26 tháng 9, trong buổi họp báo trước thềm vòng 1/8, huấn luyện viên Isala Seritaro bên phía U23 Thái Lan cũng nhắc tới U23 Việt Nam khi nói về sức mạnh của Iran. Nhà cầm quân người Thái đánh giá rất cao đối thủ Tây Á nhưng vẫn quyết tâm dẫn dắt Voi Chiến làm nên cơn địa chấn ở trận đấu sống còn vào ngày mai 27 tháng 9. Theo huấn luyện viên Isala Seritaro, sức mạnh của U23 Iran được bộc lộ rất rõ ở trận đấu mà họ thắng đậm U23 Việt Nam. Muốn gây ra bất ngờ, U23 Thái Lan ngoài việc giữ tập trung cần phải biết chắc chiu tối đa những cơ hội. Phải đối đầu với U23 Iran chắc chắn là một thử thách rất khó khăn với chúng tôi. Họ có những cầu thủ cao lớn, thể lực rất tốt. Họ còn có tiền đạo chủ lực trên 23 tuổi và là một tập thể rất mạnh mẽ. Iran cũng rất lợi hại ở những đường truyền dài. Những điểm này là lời cảnh báo cho các cầu thủ của tôi cần phải cẩn trọng, giữ tập trung tối đa. Bạn có thể thấy rõ sức mạnh của Iran trong trận đấu mà họ gặp U23 Việt Nam và Saudi Arabia. Có lẽ họ chỉ kém một chút so với Hàn Quốc. Huấn luyện viên Seritaro cho rằng sự tập trung, khả năng chắc chiu cơ hội là chìa khóa để U23 Thái Lan tạo địa chấn trước Iran. Hiện tại, chúng tôi vẫn phải theo dõi tình hình sức khỏe của một số cầu thủ để xem họ có thể thi đấu hay không. Chúng tôi phải tập trung vào việc kiểm soát bóng, đặc biệt cần chắc chiu cơ hội. Chúng tôi cần phải chuyển trạng thái nhanh nhất có thể. Nếu làm được điều đó, tôi tin rằng cơ hội sẽ mở ra với chúng tôi. Trong khi đó, hậu vệ chủ lực Ernest Jeffrey cũng cho rằng sự kiên nhẫn là chìa khóa để U23 Thái Lan có thể gây ra bất ngờ.